Đi đến đâu thì ăn đặc sản của nơi đó, và nhắc tới Hà Nội thì không thể nào mà thiếu món bánh tôm Hồ Tây ăn ở giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Trời ơi, ở cái vị trí vô cùng tuyệt vời, ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt, Nghĩa kêu thêm món nộm hoa chuối với gà, nghe nghe nói là rất là ngon. Và có ai nhìn thấy cái chiếc đai lai tết của Nghĩa không? Nghĩa vẫn mang đai khi ăn bình thường như nhà mình. Đây cùng Nghĩa là cuốn cuốn rau sống, cuốn bánh tôm vào vào giữa, hoặc mình có thể bỏ vào chén nước mắm chua ngọt trực tiếp. Nó rất là giòn nhà mình ơi, vừa mới chiên xong nó còn nóng nên nó giòn, ăn rất là ngon. Và Nghĩa cũng có thêm kêu thêm món chả cá Lá Vọng mà chấm nước mắm tôm nha mình. Nghĩa cũng chỉ ăn được chấm một miếng thôi, còn lại Nghĩa ăn nước mắm bởi vì ăn không quen. Và ở đây nó còn có món cuốn phở cũng khá là ngon nha mình, cho nó ăn nó tuyệt vời lắm, nên là tới Hà Nội nhà mình nhớ ghé để ăn thử nha.